xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Tập đoàn xe hơi Quảng Châu GAC Motor của Trung Quốc cho rằng thương hiệu chủ chốt của hãng mang tên Trumpji không liên quan gì đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng thừa nhận rằng cái tên như vậy có thể gây bất lợi cho thương hiệu. Khi GAC Motor chuẩn bị thâm nhập thị trường Mỹ, họ đã nhìn thấy trước những thách thức trong việc nội địa hóa sản phẩm, nhưng họ không thấy có vấn đề gì với thương hiệu Trumpji. Các lãnh đạo công ty con và công ty mẹ là tập đoàn xe hơi Quảng Châu nói rằng có thể họ sẽ phải đổi tên Trumpji, được ghép từ hai ký tự trong tiếng Trung có nghĩa là mang lại vận may, sau khi cái tên Trumpji bị cháy nhạo tại triển lãm ô tô Detroit hồi tháng 1. Chỉ khi chúng tôi đưa xe đi triển lãm Detroit, chúng tôi mới thấy vài khán giả và nhà báo bàn tán về cái tên Trumpji. Chúng tôi thấy người ta cười nhạo và chụp ảnh cái bản tên xe và còn đưa hình lên Facebook hoặc mạng xã hội khác. Khi đọc những phản hồi của dân mạng, thì chúng tôi nhận ra đó không phải là cách tiếp thị tích cực cho thương hiệu. Công ty nói rằng sự giống nhau giữa tên thương hiệu và tên Tổng thống Mỹ chỉ là sự tình cờ. Xe hơi Trumpji có giá thấp hơn các thương hiệu nước ngoài, nhưng doanh thu của thương hiệu có tuổi đời một thập niên này gần như tăng cao nhờ cải tiến chất lượng nhanh chóng. Tập đoàn GAC là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 6 Trung Quốc về doanh thu. Tập đoàn này cho biết họ dự định thâm nhập thị trường Mỹ vào năm 2019, trễ hơn 2 năm so với dự kiến ban đầu do có sự thay đổi về quản lý. Họ nói họ vẫn đang sản xuất những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn Mỹ.